Thầy Kính Thưa Quý Sư Cô cùng thầy đường đại chúng. Thưa thầy thì con xin vạn phép thánh pháp. Thực ra thì cái này cũng là sự chia sẻ, nhưng mà qua đây con cũng xin thầy khai thị có phải những cái suy nghĩ của mình như vậy là có đại chúng trên cái công phu hay chưa, để xin thầy chỉnh sửa lại. Vậy là thưa thầy làm khi mà mình thực hành công phu đúng thì là mình phải ghi chặt cái công phu, ghi chặt cái câu hỏi để mình xoáy vào cái công phu, vào cái thắc mắc để khởi cái nghi tình, thì từ đó mình mới giải quyết được trên tất cả mọi thứ, từ hôn trầm cho tới vọng tưởng và xoay chuyển cái hiện nghiệp. Thì xin thầy có thể sắp tán cái chỗ này. Thì đây cũng là cái sự chia sẻ trao đổi công phu của một người bạn đồng tham. Hiện tại thì đang cũng có ở trên Zoom, thì con cũng xin thầy có thể giúp đón thêm. Và xin cảm ơn thầy. Cái tham thiền đó không phải là trừ vọng tưởng, không phải là đè nén vọng tưởng, cũng không phải là buông bỏ vọng tưởng. Mà vọng tưởng bao nhiêu mặc kệ vọng tưởng, mặc kệ vọng tưởng. Cái cách mà mình thực hành, mình nói tôi không có buông bỏ vọng tưởng, tôi không có tiêu trừ vọng tưởng, mà tôi ghi chặt cái công phu cũng để sợ, tại vì sợ vọng tưởng, tức là cũng đè nén vọng tưởng chứ không có ngoài, không có khác với cái đè nén vọng tưởng. Mà mình tự phủ nhận, mình nói mình không có đè nén vọng tưởng. Nếu mà ức chế mà đè nén như vậy á, thì nó không phải là công phu tham thiền. Công phu tham thiền giống như là có cái niệm thống thiết sanh tử, thì lúc đó cái công phu mình tự mạnh, mà nó thống thiết là thống thiết chân thật ở nơi tâm mình, chứ không phải là cái hình cái tướng bên ngoài, hay là cho người ta thấy người ta khen, hay là cho ta thấy mình là siêng chăm á, thì không phải. Hay là có cái sự hứng thú cũng không phải nữa, phải chân thật, không phải là hứng thú nhất thời. Hứng thú nhất thời thì nó không có đúng á. Để Phật ví dụ giống như là mẹ thương con, đâu có cái tình mẹ thương con rất là chân thật, cho nên thường thường người ta hay bắt và nhử đến tất cả con thú. Đó là cái tính chung của chúng sinh mà. Thấy những con thú nó có thể nó hy sinh, nó dụ dẫn những cái con thú mạnh đó, chạy theo nó để mà nó cứu con đó, và có thể nó hy sinh cho con đó. Cái đó đâu có ai tập, đâu có ai dạy đâu, mà cái đó là cái bản năng, cái bản năng mà cái tình thương thiệt. Nó mới đánh đổi cái mạng sống nó bảo vệ con nó. Có những con nai, có những con bất kỳ con thú nào, đến con cọp nó cũng vậy nữa, nó đem về nó giữ mình. Khi mà nó đánh lừa mấy con lớn, con thú mạnh hơn nó giấu con, đến độ nó giấu với thợ săn nữa, nó chạy đánh lạc hướng thợ săn. Đó là những cái tính bản năng của nó. Thì cái tình thương đó không phải là giả tạo, tình thương đó mới là cái chân thật đó. Đối với công phu chúng ta, nếu mà có cái công phu cái thống thiết sinh tử, giống như là cái tình mẹ thương con, thì lúc đó mới là cái công phu nó rốt ráo. Nhưng mà nó không phải là đè nén, không phải là ức chế cái gì cả, nó không đè nén cái vọng tưởng, không phải là gọi là ghi chặt ấy. Nếu có tác ý là có cái sự ghi chặt rồi, có cái mà mong muốn mong mỏi. Còn cái tình kia là nó mênh mông, nó lai láng, không có giới hạn, nên bất kỳ ở trong cái hoàn cảnh nào nó cũng luôn bảo vệ, nó luôn đùm bọc, nó luôn luôn chiếu cố. Cho nên không có giống như là bình thường thì đó, mẹ nó vẫn cho con cái đi chơi trong chừng từ xa, nằm thảnh thơi thôi. Mà khi mà có vấn đề thì là nó xả thân. Đó là cái nói cái tình, nói cái tình mẹ con. Thì công phu chúng ta cũng vậy, bình thường mới không có thấy, nhưng mà tất cả vấn đề nếu mình có cái niệm thống thiết sanh tử, những vấn đề, những sự cố, những cái nhân duyên căn nghiệp gì đó mà xảy đến đó, mình cũng không có đánh đổi công phu của mình. Mình giữ công phu mình miên mật liên tục. Đó là cái niệm thống thiết sanh tử. mình nhìn bằng cái đó mới phát hiện cái niệm thống tứ sanh tử, chứ không phải bây giờ mình á, bắt chước giống như Phật á, bỏ gia đình, bỏ nhà cửa, thấy không? Tức là cái niệm thống tứ sanh tử của Phật mạnh thì rời một cái là đi đạt đạo, còn mình á, mình bắt chước mình bỏ, mà thực sự ra mình chưa có biết mình bỏ để làm cái gì, cái thống thiết ra sao hết, cho nên bỏ một hồi á, thấy chán quá, không có theo ngã chấp của mình quay trở lại thì bắt đầu á nó còn tệ hại hơn lúc trước. Rất là nhiều người phải không, phải không, có khi bỏ cha bỏ mẹ đi mà sau đó rồi lại coi như là bất hiếu với cha mẹ mình, rồi chạy đông chạy tây làm những cái chuyện sai quấy không, chứ không phải là cái sự tu tập giải thoát, thì đó đều là tu trên cái ngã chấp chứ không phải là cái phá ngã chấp chân thật. Thì trở lại nói cái ngành giả tham thiền, mình cứ hết sức là bình thường để thổi đầu khởi nhi tình đó. Tức là giữ thổi đầu hay là nói là nắm chắc thổi đầu là hai hàm răng cắn chặt, là cái ý chư tổ nói là phải quyết tâm, quyết tâm không buông, quyết tâm không buông, chứ mà mình gồng quá rồi mình mỏi mình buông hồi nào không hay, gồng quá rồi tự nhiên nó buông à. Cái quyết tâm bây giờ mình cứ bằng cái khả năng, bằng cái tâm lực của mình á, mình cứ giữ, nếu mà vượt khỏi á thì mình phải đi tìm trở lại liền đó, theo cái giống như là cái quan tâm, cái sự chiếu cố của mình. Thì cái tham thiền gọi là tham là chiếu cố hay là kháng là như vậy, dõi theo, nhìn theo, giữ cho nó miên mật trên một con đường. Thế là cái sự công phu, sự tu tập của mình đó. Nhưng mà nếu mà cái quan tâm chiếu cố của mình đó, nó hoàn toàn nó mãnh liệt, cái nó mạnh á, nó mạnh giống như cái tình thương nó mạnh á, thì giống như mấy con thú nó cũng luôn luôn bảo vệ con nó, nó phải hy sinh thôi, nhưng mà nó yếu quá thì phải bị vật chết thôi, nhưng mà cái tình thương nó đâu có mất đâu, tình thương nó không có mất. Giống như sự tu tập chúng ta cũng giống như vậy, chứ không phải là giờ tôi phải ghi chặt, tôi ôm con tôi một cứng ngắc một chỗ vậy á, nó không phải. Cho nên á, cái này cái chỗ mà thấm thiết sinh tử cái công phu chân thật á, phải đủ niềm tin tin tự tâm, chứ phải trên cái chấp. Do mình không đủ niềm tin tin tự tâm, hay là mình tin một cách sai lệch, mình chấp tướng, chấp tướng thì nó không phải là tin tự tâm rồi, mà nó tin trên cái ngã chấp. Phải thực hành và phải tham học cho kỹ thì mình mới phát hiện được cái niềm tin tin tự tâm. Giống như là người con không có hiếu mà muốn cho người ta thấy mình có hiếu, nó phải đóng kịch, tức là ra bộ mặt giả, bộ nạ giả thôi, chứ không phải là cái sự chân thật, cái hiếu thảo với cha mẹ mà việc cha mẹ nó rất là thương nó. Thì đối với mình cũng vậy đó, nếu mà sự tu chân thật của mình á, đâu cần lộ vẻ, đâu cần hiện tướng, nhưng mà nó vẫn có cái sự thương chân thật đó, và luôn luôn mong cha mẹ mình á bình yên, khỏe mạnh, luôn luôn nó hướng về, nó dõi theo, có khi nó không có gần gũi được, do cái nhân duyên của nó. Mà cái tình thương nó chân thật, nó khác với lại tình thương mà làm theo tướng. Thì qua mấy cái ví dụ như vậy đó, mình phải hiểu cái niệm thống thiết sanh tử, hay là nói cái nghĩa tin tự tâm, để mình thực hiện công phu của mình cho đến chỗ rốt ráo. Không phải là để nói suông, mà là phải chân thật. Thì nói vậy nghe hiểu không? Dạ hiểu ạ, con xin cảm ơn thầy.